Lộ tin nhắn được cho là kiểu chinh xíu chửi bới chủ nợ, thái độ không xem ai ra gì. Giới trẻ đang rất quan tâm bài đăng tố kiểu chinh xíu nợ 3,5 tỷ của một người đẹp chuyển giới nổi tiếng. Kiểu chinh xíu đang là cái tên được cộng đồng mạng quan tâm nhất lúc này. Theo đó, cô bị một người đẹp chuyển giới có tiếng, tên viết tắt là H, tố nợ 3,5 tỷ nhưng hẹn nhiều lần không trả. Tác giả bài tố còn khẳng định đang nắm giữ bằng chứng pháp lý nhưng chưa muốn công khai, sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp. Đến tối ngày 25 tháng 4, Kiều Trinh xíu cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân. Tóm tắt qua, Kiều Trinh lấy tiền của riêng mình và phần còn lại của người thân để cho bạn N mượn. Tuy nhiên thời gian gần đây N nhiều lần khất hẹn khiến Kiều Trinh bị ảnh hưởng. Đối với mình số tiền 2,1 tỷ là tiền nhàn rỗi nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Trước khi nhận tiền từ người thân thì mình cũng dặn nếu là tiền nhàn rỗi thì cho N mượn, nếu không thì thôi. Nhưng mà mình lại không ngờ lời dặn của mình với người thân lại không được tôn trọng, nên cũng đã để lại những tin đồn thất thiệt đang xảy ra xung quanh, cô nói. Đặc biệt, Kiều Trinh cũng khẳng định không liên quan và chưa từng vay mượn tiền của chủ nhân bài phốt. Xem toàn bộ nội dung tại đây. Đến khuya cùng ngày, HH tung loạt tin nhắn giữa Kiều Trinh xíu với những người được cho là chủ nợ. Qua nội dung chia sẻ cho thấy cách nói chuyện của cô khá sức sược, thậm chí còn chửi bới chủ nợ. Chia sẻ với Zastar, Kiều Trinh xíu cho biết sẽ không đề cập gì đến ồn ào kể từ bây giờ bởi cô đã ủy quyền giải quyết vụ việc cho luật sư. Kiều Trinh khẳng định bản thân không làm gì sai và luôn tôn trọng pháp luật.